Avenzac. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avenzac. Cô Thơ xin chào tất cả các con học sinh thân yêu của Vietjet. Cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con trong khóa học tiếng Việt lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Chúng ta đang học ở chương trình học kỳ 2, bài 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học viết ôn chữ viết hoa PQ, luyện tập về biện pháp so sánh, đặt câu, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu, viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh. Chúng ta bước vào phần ôn chữ viết hoa PQ. Ở phần này, các con cần nhớ lại cách viết chữ hoa đã được luyện viết từ lớp 2. Các con viết chữ viết hoa PQ và viết ứng dụng vào vở tập viết. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại cách viết các chữ hoa và sau đó thì chúng ta sẽ cùng ứng dụng viết vào vở. Tên riêng Phú Quốc và câu ứng dụng: Phú Quốc đảo ngọc xanh xanh, trời mây non nước, đất lành trời nam.
Cô trò mình cùng chuyển sang phần thứ hai là phần luyện tập. Chúng ta sẽ luyện tập về luyện từ và câu, biện pháp so sánh, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu. Tập làm văn, viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh. Đầu tiên, chúng ta bước vào phần luyện từ và câu, biện pháp so sánh, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu. Câu hỏi đầu tiên, đọc đoạn văn dưới đây và trả lời các câu hỏi. Đoạn văn đấy là: từ xa nhìn lại, cây gạo sừng sững như một tháp đèn khổng lồ. Hàng ngàn bông hoa là hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi. Hàng ngàn bút nõn là hàng ngàn ánh nến trong xanh. Các câu hỏi đấy là: A. Những sự vật nào được so sánh với nhau? B. Chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm gì? C. Theo các con, câu văn chứa hình ảnh so sánh có gì hay? Chúng ta sẽ tìm được những sự vật được so sánh với nhau, đấy là cây gạo thì được so sánh với tháp đèn khổng lồ, hoa gạo thì được so sánh với ngọn lửa hồng tươi, bút nõn được so sánh với ánh nến trong xanh. Chúng được so sánh với nhau ở đặc điểm, đấy là về kích thước và màu sắc. Kích thước của cây gạo và tháp đèn khổng lồ rất là lớn, sừng sững. Màu sắc của hàng ngàn bông hoa gạo và hàng ngàn ngọn lửa hồng tươi cũng gần giống với nhau. Vì vậy nên chúng được so sánh với nhau. Câu văn chứa hình ảnh so sánh thì giúp chúng ta dễ dàng hình dung ra sự vật, làm cho hình ảnh so sánh, ý văn thêm sinh động và chân thực hơn. Đấy là cái hay của phép so sánh. Ở bài tập thứ 2, các con hãy ghi lại kết quả của bài tập 1 vào vở theo mẫu sau. Sự vật 1, cây gạo, từ so sánh như sự vật 2, tháp đèn khổng lồ. Chúng ta sẽ thực hiện bài tập này vào vở nhé. Sự vật 1, cây gạo, từ so sánh như sự vật 2, tháp đèn khổng lồ. Sự vật 1, hàng ngàn bông hoa, từ so sánh là sự vật 2, ngọn lửa hồng tươi. Sự vật 1, hàng ngàn bút nõn, từ so sánh là sự vật 2, ánh nến trong xanh. Sau khi hoàn thành bài tập thứ 2, chúng ta chuyển sang bài tập thứ 3. Các con hãy quan sát bức tranh, tìm những sự vật có đặc điểm giống nhau về hình dạng, về màu sắc để đặt câu so sánh các sự vật đó với nhau. Ví dụ, mắt mèo tròn như hòn bi ve. Câu mẫu của chúng ta có hai sự vật được so sánh với nhau, đấy là mắt mèo và hòn bi ve. Bởi vì chúng có đặc điểm được so sánh chung, đấy là tròn, và chúng có từ so sánh, đấy là từ như. Bây giờ các con hãy làm bài tập thứ 3 này dựa vào câu ví dụ. Ví dụ, chúng ta có thể so sánh quả bưởi tròn như mặt trăng, hoặc là chúng ta có thể so sánh là mặt trăng tròn như quả bưởi. Chúng ta có thể so sánh đấy là hoa màu gà đỏ giống màu của chú gà, hoặc là màu gà đỏ chót như hoa màu gà. Chúng ta cũng có thể so sánh mũ nấm xòe rộng như cái ô, hoặc là cây nấm giống như chiếc ô. Mỗi bạn sẽ có một câu trả lời khác nhau. Tuy nhiên, các con hãy dựa vào đặc điểm của phép so sánh là có hai sự vật được so sánh với nhau và có từ được so sánh, có đặc điểm được so sánh, thì chúng ta sẽ dễ dàng làm được bài tập thứ 3 này. Chúng ta chuyển sang bài tập thứ 4, cùng bạn hỏi đáp về địa điểm diễn ra các sự việc trong đoạn văn sau. Đoạn văn của chúng ta đấy là: trên vòm cây, lũ chim sẻ đang trò chuyện ríu rít, dưới đất đám lá khô cuống cuồng chạy va vào nhau sột soạt. Trước hiên nhà, tấm mảnh tre đung đưa lách cách. Trong nhà, em bé chợt giật mình tỉnh giấc, suỵt im nào. Ngọn gió thầm nhắc và bỗng dưng tất cả dừng lại thật. Ngọc Minh. Ví dụ, chúng ta có thể hỏi đáp với nhau đấy là: lũ chim sẻ đang trò chuyện ở đâu? Lũ chim sẻ đang trò chuyện trên vòm cây. Dựa vào bài này thì chúng ta có thể hỏi một số câu hỏi như sau. Ở đâu đám lá khô đang cuống cuồng chạy va vào nhau sột soạt? Dưới đất đám lá khô đang cuống cuồng chạy va vào nhau sột soạt. Tấm mảnh tre đung đưa lách cách ở đâu? Trước hiên nhà, tấm mảnh tre đung đưa lách cách.
Em bé chợt giật mình tỉnh giấc ở đâu? Trong nhà, em bé chợt giật mình tỉnh giấc. Khi hỏi về địa điểm diễn ra sự việc, chúng ta cần phải sử dụng cụm từ ở đâu, ở đầu hoặc là ở cuối câu. Khi trả lời câu hỏi ở đâu, thì chúng ta phải sử dụng từ ngữ chỉ địa điểm. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện viết đoạn. Viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật trong tranh. Các con quan sát tranh và nêu tình cảm, cảm xúc của các con về cảnh vật trong tranh. Theo dàn ý, nêu tình cảm, cảm xúc của cảnh vật trong tranh. Trước hết chúng ta cần giới thiệu bao quát về cảnh vật, ví dụ bức tranh vẽ khu vườn với nhiều cây trái. Tiếp theo chúng ta nêu đặc điểm nổi bật của cảnh vật, ví dụ cảnh vật có nhiều màu sắc của cây cỏ, hoa trái. Sau đó thì chúng ta nêu lên tình cảm, cảm xúc của chúng ta đối với cảnh vật. Tình cảm, cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh vật, ví dụ như là em rất thích ngắm những quả xoài vàng ruộng. Hoặc tình cảm, cảm xúc về vai trò của cảnh vật trong cuộc sống, ví dụ như là em yêu vườn cây vì cây cho hoa thơm, trái ngọt. Hoặc là chúng ta có thể nêu lên tình cảm, cảm xúc khi nghĩ đến những người làm nên cảnh vật hoặc giữ gìn bảo vệ cảnh vật, ví dụ như là em rất biết ơn người trồng và chăm sóc cây cối. Chúng ta sẽ hoàn thành bài tập này nhé. Bức tranh vẽ khu vườn với nhiều loại cây ăn quả. Tuy nó không rộng lắm nhưng luôn tràn ngập ánh nắng và gây ấn tượng bởi màu sắc sặc sỡ của các loài hoa và trái cây. Khu vườn là một mảnh đất nhỏ được bao bọc bởi hàng rào ở phía sau nhà. Đây cũng là nơi mẹ đã kỳ công chăm sóc, gieo trồng biết bao nhiêu ngày tháng. Cây mít cho quả xù xì nhưng múi ngọt lịm và tỏa hương thơm phức. Cây nhãn không chỉ cho bóng mát mà còn cho những chùm quả sai chịu cành. Quả nhãn bên ngoài màu nâu, bên trong là lớp thịt màu trắng gần, hương thơm mát dịu còn đọng lại nơi đầu lưỡi. Em thích nhất là được đứng trong vườn vào buổi sáng sớm. Khi ấy, mọi thứ xung quanh dường như hòa vào làm một với thiên nhiên tươi đẹp và không khí trong lành. Em rất biết ơn mẹ vì đã chăm sóc khu vườn bé nhỏ này để sau mỗi bữa cơm, cả gia đình lại có thể cùng nhau thưởng thức những loại hoa quả ngọt lịm, tươi mát. Đấy là một ví dụ. Ở câu hỏi thứ hai, các con hãy viết lại tình cảm, cảm xúc của các con về cảnh vật theo ý ở bài tập thứ nhất. Theo ý C ở bài tập thứ nhất thì chúng ta có thể viết lại tình cảm, cảm xúc của các con về cảnh vật. Ví dụ như là em rất yêu khu vườn nhỏ này bởi đây là nơi cho em biết thêm về nhiều loại hoa thơm trái lạ. Khu vườn cũng là nguồn cảm hứng giúp em thêm yêu thiên nhiên, chẳng hạn. Hoặc là các con hãy nêu lên những tình cảm, cảm xúc trước vẻ đẹp của cảnh vật như là thích, thích thú, ngạc nhiên hoặc tình cảm, cảm xúc về vai trò của cảnh vật trong cuộc sống, ví dụ như là yêu, yêu thích, biết ơn, tình cảm, cảm xúc khi nghĩ đến những người làm nên cảnh vật hoặc giữ gìn bảo vệ cảnh vật như là biết ơn, trân trọng. Khi các con đã viết đoạn văn nêu lên tình cảm, cảm xúc thì cần sử dụng những từ ngữ ví dụ như là thích thú, yêu thích, biết ơn, trân trọng, giữ gìn. Về nhà các con hãy tìm đọc câu chuyện, bài văn, bài thơ viết về cây cối, muông thú. Ví dụ như là bài văn tiếng vườn. Mùa xuân về lúc nào không rõ, tôi nghe tiếng vườn gọi. Trong vườn, cây muỗng khoe vòng hoa mới, hoa muỗng tua tủa trổ thẳng lên trời. Hoa muỗng chính là chiếc đồng hồ mùa xuân đấy. Hoa nhài đã trắng xóa ở bên vại nước. Hoa gọi người bằng hương, bằng sắc, những bông hoa nhài xinh, một màu trắng tinh khôi, hương ngào ngạt, sực nức. Hoa nhài nở vào ban đêm, mưa xuân lác đác, hoa nhài nở ra. Khi hoa nhài nở, hoa bưởi cũng đua nhau nở, từng chùm hoa bưởi, cánh trắng cũng chẳng kém hoa nhài, nhưng hoa bưởi lại có những tua nhị vàng ngấn lên. Giữa lòng hoa, chẳng khác gì những bông thủy tiên thu nhỏ. Hoa bưởi là hoa cây, còn hoa nhài là hoa bụi. Hoa cây có sức sống mạnh mẽ, hoa bụi có chút gì giản dị hơn. Hương tỏa từ những cánh hoa, nhưng hương bưởi và hương nhài chẳng bao giờ lẫn. Mỗi thứ hoa đều có tiếng nói của riêng mình. Theo Ngô Văn Phú, về nhà các con hãy tìm đọc những câu chuyện, bài văn, bài thơ tương tự viết về cây cối và muông thú.
Ngày hôm nay chúng ta đã học ôn chữ viết hoa, PQ, luyện tập luyện từ và câu, biện pháp so sánh, đặt và trả lời câu hỏi ở đâu, luyện viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về cảnh vật ở trong tranh. Cô hy vọng rằng các con đã nắm rõ nội dung của bài học ngày hôm nay. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở những bài học phía sau. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.